Năm 2023 là năm thành công lớn của ngành lúa gạo nước ta khi Việt Nam tiếp tục là một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Hoạt động xuất khẩu gạo năm nay của Việt Nam tiếp tục được dự báo lạc quan với nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để xuất khẩu gạo ổn định và bền vững, cần mở rộng thị trường và đa dạng mặt hàng. Ngoài các loại gạo phẩm cấp cao phục vụ thị trường châu Âu thì các loại gạo thường cũng đang được doanh nghiệp này xuất khẩu ổn định từ năm 2023 và dự báo nhiều lạc quan ở hầu hết các thị trường truyền thống như Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, châu Phi và các nước Trung Đông. Philippines là thị trường tiêu thụ lớn nhất của ngành gạo Việt Nam. Theo các dự báo, dư địa cũng như cơ hội vẫn còn để doanh nghiệp xuất khẩu gạo nước ta tiếp tục gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên cần chú ý đến đa dạng hóa mặt hàng Năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã có những tín hiệu lạc quan ngay từ các tháng đầu năm. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý cho cơ chế xuất khẩu gạo, theo dõi sát tình hình thị trường thương mại gạo thế giới, kịp thời thông tin tới các bộ ngành, hiệp hội lương thực Việt Nam, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để chủ động điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng nông sản này.